Kính thưa quý vị, và tiếp theo phần tin buổi tối hôm nay là phần tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Diệu Quy và Kim Nhung xin được chào anh Khanh. Thưa anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Hôm nay là ngày 29 tháng 2, tức là ngày cuối cùng. Chú cha ơi, chúng ta đã trải qua 2 tháng rồi. Tôi còn nhớ là ngày nào là chúng ta còn nói chuyện với ông Mai Phi Long, ông Đỗ Dũng, chị Diệu Quyên, anh Tưởng Thắng với lại chị Kim Nhung, là chúng ta happy no, chúng ta Happy New Year Merry Christmas, Happy New Year, đúng rồi. Dạ, vâng. Chúng ta hết Happy New Year mà bây giờ đã qua 2 tháng rồi. Trong 2 tháng trời đó thì thú thật là tôi không biết là tôi đã làm được những cái gì, nhưng mà tôi biết chắc chắn là tốn rất nhiều tiền cho mấy đứa cháu nội của tôi. Chỉ biết chuyện đó thôi, đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là hôm nay là ngày 29 tháng 2. Và như vậy là ngày này là năm nhuận, ai cũng hiểu cái điều đó. Tôi lại làm nhớ lại cái câu chuyện của 48, 49 năm trước đây. Khi mà mới đến Chicago đi học ESL, thì là bà giáo tên là bà Murkowski, bà bảo rằng là ở bên Mỹ này cứ ở đâu thì cũng 4 năm rồi có một lần là chúng ta có ngày 29 là ngày năm nhuận. Riêng ở Mỹ thì bà bảo là cái này rất là dễ nhớ, khi nào mà đến năm nhuận là năm bầu cử tổng thống. À, như vậy thì nhớ đến bà giáo ngày xưa, nhớ đến ngày hôm nay là ngày 29, và chợt nhớ ra đúng là năm nay là năm tranh cử tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Thưa với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi cũng có một người bạn mà người bạn của tôi là sinh ngày 29 tháng 2. Tôi có hỏi anh bạn tôi rằng là thế rồi sinh nhật thì làm tiệc sinh nhật trong gia đình thì như thế nào. Anh bảo hay lắm, anh bảo là mỗi người chỉ có một ngày sinh nhật, chỉ có một bữa tiệc sinh nhật, còn riêng trường hợp của anh là anh có 2 bữa. Tức là anh nói rằng là nếu mà ngày 29 thì là đúng là chỉ có một bữa, nhưng mà nếu mà năm nào mà không phải là năm nhuận thì anh có tới 2 ngày là ăn tiệc sinh nhật. 28 thì anh bảo là ăn một nửa, cho đến ngày 1 tháng 3 ăn một nửa còn lại, tức là có 2 ngày sinh nhật, bởi vì sinh ngày 29 tháng 2. Happy birthday anh bạn của tôi, và happy birthday tất cả những quý vị nào sinh ngày 29 tháng 2. Và đừng quên, năm nay là năm nhuận, và năm nhuận ở Mỹ là năm bầu cử tổng thống của Liên bang Hoa Kỳ. Đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn xin được gửi đến quý vị khán thính giả để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin được trở lại studio với lại hai bạn Kim Nhung và Diệu Quyên. Vậy thì em đố anh Khanh, làm sao anh tính cái năm đó là năm nhuận? Ồ, năm nhuận là sao tính ra hả? Dạ. tôi chỉ biết là ngày xưa là cứ nói rằng là cứ mỗi một năm như vậy là mình dư ra mấy tiếng đồng hồ, rồi mỗi một năm dư mấy tiếng đồng hồ, cộng lại là cứ 4 năm là dư ra 24 tiếng đồng hồ. Không phải, em không nói vậy. Em nói cái kiểu mà tính đố đó thưa anh, làm sao mà tính cái đó là năm nhuận. Thì anh cứ lấy thí dụ 2024 mà anh chia 4. Nếu mà nó chẳng. Vâng, đúng vậy, chia cho 4. Dạ vâng. Mà chẳng thì nhuận, okay. Dạ, chẳng thì nhuận, còn lẻ thì năm đó không phải là năm nhuận. Không phải là năm nhuận, thì năm đó không phải là năm bầu cử tổng thống. Dạ đúng vậy. Đố toán anh chút xíu vậy đó mà. Thông minh. Vâng thưa anh Khanh, lý do tại sao ngày hôm nay cả hai ông Biden và ông Trump đều đi thăm biên giới giữa Mỹ và Mexico vậy anh Khanh? Câu trả lời là bởi vì là cả hai ông đều đang ra tranh cử tổng thống. Đó là việc đầu tiên là người ta nhìn thấy rõ ràng. Như là chúng tôi đã thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN, cũng như thưa với hai chị trong chương trình trước đây, là cái vấn đề biên giới, vấn đề immigration là một trong đề tài nóng bỏng, và năm nào cũng vậy, cứ 4 năm một lần là tôi lại thấy lại được đưa ra để mà tranh cãi giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thành ra năm nay là năm bầu cử, ông Biden sẽ là đại diện cho Đảng Dân Chủ, và ông Donald Trump, cựu Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump sẽ là người đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Thành ra là bởi như vậy, hai ông có mặt ở tại tiểu bang Texas, nhưng mà chỉ ở hai địa điểm khác nhau, và hai ông đều nói đến chuyện là phải có tôi thì là mới bảo vệ được an ninh quốc gia, phải có tôi thì mới có chương trình di dân, đại khái là vân vân và vân vân. Nói tóm lại là hai ông đi để vận động tranh cử, thưa với lại chị Diệu Quyên. Mà tại sao không chọn khác ngày, mà tại sao trúng cùng một ngày vậy thưa anh? À, cái này đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Tôi còn nhớ là khi mà ngày thứ hai vừa rồi, khi mà Tòa Bạch Ốc cho biết là ông Biden sẽ
đến Texas, thì lúc đó thì là mới người ta mới biết tin là đừng quên là ông Trump cũng sẽ đến Texas vào ngày thứ năm. Ok, nên là như vậy. Thì ông Biden có đùa, ông nói đùa một câu, ông bảo rằng là tôi có biết là ngày thứ năm này tôi sẽ có mặt ở Texas, tôi sẽ có mặt ở vùng biên giới của giữa Hoa Kỳ và Mexico. Và ông nói đùa, ông bảo là tôi biết là người bạn thân của tôi cũng có mặt ở đó, thưa với lại chị Diệu Quyên. Cảm ơn anh. Vâng, thưa với anh, tính cho tới giờ này thì chính sách di dân của Hoa Kỳ đó là do tòa án quyết định chứ không phải là luật do Quốc hội thông qua. Vậy như nếu Tổng thống Biden đưa ra hạn chế về di dân bằng cái lệnh hành pháp thì có bị các tổ chức dân quyền kiện không, thưa với anh? Đương nhiên là kiện chứ, đương nhiên là họ kiện, chắc chắn là như vậy. Nên nhớ là các tổ chức nhân quyền thì là họ ủng hộ vấn đề immigration. Họ nói là nước Mỹ là cái nước được thành hình bởi những người di dân. Thành ra là bởi như vậy là không có một cái lý do gì để mà họ phản đối cái việc mở rộng cửa để đón người di dân cả. Và đừng quên là luật pháp của Hoa Kỳ, hiến pháp của Hoa Kỳ cũng quy định rất là rõ ràng là chính phủ là phải mở cửa để đón người di dân. Và theo như luật pháp của quy định, tức là người di dân và sau đó chúng ta phải cho họ ra, đưa họ ra, cho họ có cơ hội ra tòa để trình bày lý do tại sao mà họ xứng đáng được hưởng cái quyền tị nạn ở tại nước Mỹ, vân vân và vân vân. Thành ra là chắc chắn là người ta sẽ kiện. Nếu mà ông Biden dùng những cái sắc lệnh của hành pháp trong cái vai trò của một tổng thống để cấm cái này, cấm cái kia, vân vân và vân vân, đương nhiên là họ sẽ kiện. Nhân tiện đây cũng phải thưa thêm với chị Kim Nhung một điều, không như họ kiện mà ngay chính những người mà những thành phần tiểu số ở tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như người Hispanic chẳng hạn là như vậy, là họ cũng phản đối ngay cái việc đó nếu mà ông Biden làm cái điểm đó, thưa với lại chị Kim Nhung. Vậy thì theo anh Khanh, nhận định của anh, nếu mà ông Trump thắng cử vào tháng 11 này thì liệu ông Trump có đủ 60 phiếu tại Thượng viện để cải tổ luật di dân hay không, thưa anh? Câu trả lời của tôi là không. Cho đến giờ phút này thì tôi không thấy cái điều đó. Và nhân tiện đây thì tôi thấy là chị Quyên hỏi điều rất là buồn cười là liệu ông Trump có muốn cải tổ luật di dân hay không? Thưa với chị, ông Trump đâu có muốn di dân. Ông đâu có ủng hộ chương trình di dân. Tôi còn nhớ là ở cái năm 4 năm mà ông Trump ngồi ở tòa Bạch Ốc, thì có lẽ chị Diệu Quyên còn nhớ, tôi có lần tôi kể là cái người mà đặt trách về vấn đề di dân của ông Trump, người đó là anh Stephen Miller. Anh Miller là người nổi tiếng chống di dân ở tại nước Mỹ. Cứ ai mà nói chuyện immigration là đều phải biết đến anh Stephen Miller, là cố vấn đặc biệt cho ông Donald Trump. Thế ra là chỉ bảo chứ ông Trump có đi tìm 60 phiếu của Thượng viện để mà cải tổ luật di dân hay không? Không, tôi nghĩ là ông Trump không làm được điều đó đâu. Ông Trump ông không thích di dân, phải rõ ràng là như vậy. Bạn tôi bảo phải chứ, ông Trump ông đang ngủ bên cạnh một người đẹp di dân, nhưng mà ông Trump không thích di dân, thưa với lại chị Diệu Quyên. Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà thưa với anh, nhiều kinh tế gia đã cho rằng là việc mà số những người di dân bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ trên đường dài thì lại có lợi cho kinh tế Mỹ, vì chính họ sau này sẽ phải đóng thuế cho nước Mỹ, và nhất là vào các quỹ Social Security để mà trả cho người cao niên. Thì anh nghĩ sao? Cái điều đó là cái điều rất là đúng. Ai hầu hết là mọi người đều nói là như vậy. Nhưng mà trước hết là phải nhìn hai điểm. Điểm đầu tiên là liệu là một cái quốc hội liên bang Hoa Kỳ họ có đồng ý để cho tổng thống ban hành một cái sắc lệnh để mà cho phép những người di dân được quyền ở lại nước Mỹ hay không? Đó là cái điểm thứ nhất. Nên nhớ rằng là hiện tại bây giờ nước Mỹ chúng ta đang ở đây là chúng ta đã có 11 triệu người cư trú bất hợp pháp. Họ đã ở đây lâu đời lắm rồi. Con họ đã lấy chồng, lập gia đình, lấy chồng, lấy vợ. Rồi là đã có họ có cháu nội, cháu ngoại vân vân và vân vân. Thành ra là nếu mà cho 11 triệu người này được quyền làm việc và được quyền ở lại nước Mỹ như là cái thời ông Ronald Reagan đã làm, thì lúc đó tôi thấy rõ ràng là 11 chúng ta dư việc làm cho 11 triệu người, và những người đó họ đóng góp cho chính phủ, họ đóng góp tiền thuế cho liên bang, họ đóng góp tiền thuế cho tiểu bang, họ xây dựng xã hội, và đương nhiên là họ cũng đóng góp tiền vào cho cái quỹ an sinh xã hội để trả tiền cho những người lớn tuổi. Nhưng mà thưa với chị, cái chuyện đó không phải là cái chuyện dễ dàng. Ai cũng bảo cái đó là hay quá, hay là một chuyện, nhưng mà cái ý chí chính trị là họ có hay không, những nhà lãnh đạo có hay không để mà ban hành một cái sắc lệnh hoặc là một cái đạo luật
cho phép những người đó họ lại. Thưa với chị, đó không phải là chuyện dễ dàng, mặc dù là ai cũng nhìn thấy cái đó là cái điều có lợi. Thưa với lại chị Kim Nhung. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Khanh và xin hẹn gặp lại với anh vào tuần tới. Ngày mai anh có việc phải nghỉ, cho nên là hẹn gặp lại với anh vào tuần tới. Xin cảm ơn anh khán giả cũng đã theo dõi phần tin tức vào chiều ngày hôm nay và kính chúc cho quý vị một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị. Ngô Thụy Miên, người nhạc sĩ tài hoa dành trọn cả đời mình để viết tình ca. Ông đã để lại cho đời những bản tình ca mang đậm dấu ấn của nền âm nhạc Việt trước năm 1975. Cuốn video Ngô Thụy Miên, tác giả và tác phẩm, tựa như cuốn phim tài liệu có giá trị về nghệ thuật cao, được bảo trợ bởi Bên Em Đang Có Ta và đài truyền hình SBTN và SBTN Go, Trung tâm Trúc Hồ Music, cùng toàn thể các anh chị em ca nhạc sĩ và ekip của chương trình đã thực hiện bằng tất cả tâm huyết của mình với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để giữ gìn nền âm nhạc Việt của chúng ta cho thế hệ mai này tại hải ngoại. Rất mong sẽ nhận được sự trợ giúp của quý vị để chúng ta cùng chung tay thực hiện mơ ước này.